Xin kính chào quý vị và các bạn, xin chúc cả nhà một ngày mới bình an, hạnh phúc. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật tin tức về tiền SNAP, 3 tiểu bang tăng 100 đồng hoặc là 10% tiền SNAP vào năm 2024. Luật Farm Bill đã được ký và SNAP 2024 gia hạn thời gian nhận SNAP. Miễn phí cây thông Giáng sinh Noel. 30 triệu USD hỗ trợ 2 tháng tiền nhà cho low income, ai sẽ được? Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha! Theo bài báo Times Union ngày 3 tháng 12, 2023, một nhóm lưỡng đảng các nhà lập pháp, hơn 50 người tại New York, đã ủng hộ và gửi thư đến cho thống đốc bang New York yêu cầu tăng phúc lợi phiếu thực phẩm tối thiểu từ 23 đồng lên 100 đồng vào tháng Giêng 2024. Theo các cuộc thăm dò gần đây thì các nhà lập pháp đã trích dẫn cho thấy 76% đảng Dân Chủ, 47% đảng Cộng Hòa và 65% đảng viên độc lập đều ủng hộ đề xuất tăng phúc lợi tối thiểu chương trình SNAP từ 23 đồng lên 100 đồng tại New York. Và đây là một cái tin vui cho cư dân New York bởi vì cả hai đảng tại New York đều ủng hộ cái đề xuất này và đang gửi thư lên cho thống đốc New York chờ thống đốc thông qua và ký thành luật. Thì vào tháng Giêng 2024, người dân ở New York đang nhận chương trình SNAP có thể sẽ thấy cái tiền SNAP tối thiểu của mình sẽ tăng lên. Đối với tiểu bang Washington DC thì người dân ở Washington DC đang nhận chương trình hỗ trợ SNAP sẽ bắt đầu được nhận thêm cái phần hỗ trợ tăng thêm chương trình SNAP 10% tương đương với 47 đồng cho những người đang nhận chương trình SNAP. Và cái phần tăng này sẽ trích trong cái ngân quỹ 40 triệu đô la của tiểu bang Washington DC sẽ giúp được 130.000 cư dân ở Washington DC. Mức tăng này sẽ được áp dụng có hiệu lực từ tháng Giêng 2024 cho tới tháng 9 2024. Đối với tiểu bang New Jersey thì bắt đầu vào năm 2024, những người ở New Jersey đang nhận chương trình hỗ trợ SNAP sẽ được nhận số tiền SNAP tối thiểu được tăng lên với cái mức là 95 đồng tại New Jersey vào năm 2024. Và luật này đã được thống đốc New Jersey thông qua và ký thành luật vào ngày 8 tháng 2 năm 2023. Luật này sẽ tiếp tục được kéo dài và thực hiện vào năm 2024. Theo bài báo MorningGapClips.com ngày 3 tháng 12, 2023, cái việc gia hạn cho hóa đơn trang trại Farm Bill 2024 đã được ký thành luật vào tuần trước và cái luật này sẽ kéo dài cho tới tháng 9 năm 2024. Hầu hết mọi người khi mà nghe đến cái dự luật trang trại vừa được ký vào tuần trước thì họ sẽ nghĩ ngay đến các chương trình hàng hóa hoặc là các khoản thanh toán đến sản xuất hay là cây trồng nông nghiệp. Một số người có thể biết rằng các chương trình bảo hiểm và bảo tồn cây trồng được bao gồm trong Farm Bill. Và một số người biết rằng chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung SNAP và phiếu thực phẩm là một phần của luật Farm Bill vừa được ký. Tuy nhiên, rất ít người ngoài các quan chức chính phủ và các chuyên gia chính sách biết rằng Farm Bill cũng bao gồm việc tài trợ cho xe cứu hỏa và xe cứu thương, xúc tiến xuất khẩu hỗ trợ quốc tế, viện trợ lương thực, các chương trình lâm nghiệp, nghiên cứu nông nghiệp, giáo dục khuyến nông tại các trường đại học, được cấp đất và các chương trình bữa ăn trưa miễn phí tại các trường học. Vì vậy, sau khi luật Farm Bill được ký vào tháng 11 vừa qua, đã khiến cho rất là nhiều người đang nhận chương trình SNAP cảm thấy yên tâm hơn về cái nguồn ngân quỹ dành cho chương trình SNAP bữa ăn sáng, bữa ăn trưa miễn phí cho con em mình. Theo như bài báo AOL ngày 5 tháng 12, 2023, thì về lợi ích của SNAP,
việc thông qua đạo luật thực phẩm nóng có rất nhiều ý nghĩa đối với nhiều gia đình. Vì vậy, hơn 100 nhà lập pháp đang thúc đẩy việc thông qua đạo luật thực phẩm nóng trong dự luật trang trại của năm 2023. Hạ nghị sĩ Spanberger tại Virginia cho biết rằng cái việc ngăn cản người sử dụng chương trình SNAP mua lương thực thực phẩm nóng hoặc là chế biến sẵn đã cản trở rất là nhiều bậc cha mẹ bận rộn đi làm, không thể mua được những cái bánh mì kẹp thịt nóng hoặc là những cái món gà quay đã chế biến sẵn tại các cửa hàng bán lẻ thực phẩm hoặc ở các nhà hàng cho con cái của mình sử dụng khi họ bận rộn đi làm. Bên cạnh đó thì những đối tượng như là người già, người khuyết tật, người vô gia cư, họ không có khả năng tự nấu nướng bữa ăn. Và đây cũng chính là lý do mà lưỡng đảng đang ủng hộ việc thông qua cái đạo luật dùng chương trình SNAP để mua những lương thực thực phẩm nóng chế biến sẵn, giúp cho rất nhiều đối tượng từ các bậc cha mẹ bận rộn đi làm cho đến trẻ em và những người già, người khuyết tật, người vô gia cư có thể tự lo được bữa ăn cho mình. Nếu đạo luật này được thông qua thì có 41 triệu người đang nhận chương trình SNAP sẽ cảm thấy tiện lợi hơn trong cái việc mua được những món thức ăn nóng cho mình. Theo như trang chính thức của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, có một sự thay đổi về miễn trừ thời gian nhận SNAP đối với người lớn không có người phụ thuộc, trẻ nhỏ, người già, người khuyết tật trong gia đình vào năm 2024 như sau. Thông thường thì những người trưởng thành khỏe mạnh không có người phụ thuộc chỉ có thể nhận được hỗ trợ của SNAP 3 tháng trong khoảng thời gian 3 năm nếu họ không đáp ứng các yêu cầu công việc nhất định. Đây gọi là giới hạn thời gian ABRWD. Đạo luật thực phẩm và dinh dưỡng cho phép các tiểu bang yêu cầu chương trình SNAP tạm thời miễn giới hạn thời gian ABAWD đối với những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp trên 10% hoặc không có đủ số lượng việc làm. Một lần nữa, luật 2024 về SNAP chỉ tạm miễn trừ giới hạn thời gian ABAWD chứ không miễn trừ các yêu cầu về công việc làm chung. Tin vui cho những người lớn không có người phụ thuộc đang nhận chương trình hỗ trợ của SNAP không có bị giới hạn về thời gian 3 tháng trong 3 năm. Khi gặp khó khăn về việc đáp ứng yêu cầu công việc làm của chương trình SNAP vào năm 2024 sắp tới đây. Theo bài báo của KDVR ngày 28 tháng 11 2023, Colorado vừa tăng thêm cái quỹ hỗ trợ cho tiền thuê nhà lên hàng chục triệu đô la. Hôm thứ Ba vừa qua thì thống đốc Polis đã ký một dự luật thành một cái luật phân bổ thêm 30 triệu đô la, tăng thêm ngân quỹ cho hỗ trợ tiền thuê nhà lên 65 triệu đô la để hỗ trợ tiền thuê nhà và phân bổ những cái khoản này cho người dân Colorado đang gặp khó khăn về chi trả tiền thuê nhà hoặc là tiền nhà cho nhà băng. Và để tham gia cái chương trình này thì những người gia đình hoặc cá nhân có nhà hoặc đang đi thuê nhà ở Colorado là low income có mức thu nhập thấp hơn 80% thu nhập trung bình của khu vực và đang nợ tiền thuê nhà trước đây hoặc đang nợ tiền thuê nhà hiện tại. Chương trình này cũng giúp những người dân ở Colorado đang gặp khó khăn về việc chi trả tiền thuê nhà và tiền nhà trong 2 tháng kế tiếp, giúp cho những người đang gặp khó khăn về tài chính giải quyết các hóa đơn tiền điện, những cái phí trễ hạn hoặc là những cái phí về giấy tờ pháp lý đặt cọc tiền thuê nhà cho nơi ở mới. Để đăng ký chương trình này thì quý vị và các bạn có thể click vào những cái đường link ở dưới này để mình có thể đăng ký nha. Hoặc là các bạn cũng có thể vào cái đường link Colorado Emergency Grant Assistance. Ngoài ra thì để đủ điều kiện nộp đơn cho chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà này thì những cư dân hoặc những hộ gia đình phải có thu nhập dưới 15.000 hàng năm và chưa từng nộp đơn xin cái chương trình hỗ trợ thuê nhà này trong 12 tháng qua. Với tiểu bang Connecticut thì những khách hàng
của Eversource sẽ bắt đầu thấy những cái hóa đơn tiền điện của mình được giảm giá từ 10% cho tới 50% trên hóa đơn tiền điện đối với những cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ điều kiện. Và những người đủ điều kiện để nhận được những cái giảm giá 10% sẽ là những gia đình có thu nhập bằng hoặc dưới 60% thu nhập trung bình của tiểu bang. Những khách hàng có thu nhập gia đình hàng năm bằng hoặc thấp hơn 160% mức nghèo của liên bang sẽ đủ điều kiện để nhận được những khoản giảm giá lên tới 50%. Và ngoài ra thì chương trình cũng có cái phần khấu trừ mỗi đô la cho mỗi đô la khách hàng nhận được từ chương trình năng lượng Connecticut gọi là CEAP. Chương trình CEAP sẽ hỗ trợ khách hàng về chi phí sưởi ấm mùa đông này. Vì vậy quý vị có thể bắt đầu nộp đơn cho cái chương trình này từ ngày 1 tháng 12 2023 tại cái đường link CEAP tại đây nha. Quý vị và các bạn cũng có thể vào cái đường link của city.gov này để điền đơn nộp đơn online, hoặc là mình cũng có thể vào cái trang chính thức của Eversource để mình điền đơn nộp đơn. Đây là cái trang chính thức của Sở Điện lực Connecticut đang hỗ trợ chi phí giảm giá từ 10 đến 50% cho những hộ gia đình đủ điều kiện về tiền điện sưởi ấm trong mùa đông sắp tới. Ngoài ra thì cũng có những cái trang website và số điện thoại từng khu vực để cho quý vị và các bạn xem, và mình có thể gọi số điện thoại trực tiếp để mình nhờ điền đơn nộp đơn hoặc hỏi thêm chi tiết về chương trình này. Đối với mùa Giáng sinh 2024 sắp tới, những gia đình low income nào nếu mà cảm thấy cần có một cây thông Giáng sinh cho mùa Noel và mình có thể yêu cầu được hỗ trợ và được tặng một cây thông Giáng sinh Noel khi mình vào cái đường link The Christmas Trees Project.gov ở trên này, và mình sẽ click vào cái phần mà yêu cầu hoặc là giúp đỡ một cây thông Noel. Mình sẽ điền tất cả những cái thông tin về địa chỉ nhà, số điện thoại, email để cái chương trình này họ có thể giúp đỡ mình và gửi cái cây thông Noel đến tận nhà cho mình. Bởi vì khách hàng cũng khá là đông và người xin được tặng cái cây thông Noel này rất nhiều, cho nên cái số lượng nó sẽ không có được bảo đảm. Quý vị nào đăng ký sớm thì sẽ có cơ hội nhận được những cái cây thông Noel vào năm 2024 này sớm, và chương trình sẽ phục vụ cho đến khi số lượng cây thông Noel hết thì thôi ha. Sau khi các bạn click vào cái phần mà request a tree này thì sẽ có một cái đơn để cho mình điền tất cả những cái thông tin cần thiết là tên, email, số phone và địa chỉ nhà. Sau đó mình bấm submit là mình nộp cái đơn thì họ sẽ có được thông tin của mình và thông báo cho mình biết. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.